Đấy, bắt đầu ghi rồi đấy nhé. Bây giờ tôi bắt đầu chuyển sang chế độ trình bày này. Tôi sẽ nói chậm thôi, nhưng các bạn cứ bình tĩnh, nhưng ai vào sau vẫn nghe được bình thường, không có gì cả. Thật ra là có thể cái buổi đầu tiên là buổi thứ hai vẫn học bình thường, không có gì cả. Không phải chỉ có đến, tôi nghĩ là sang đến buổi thứ ba trở đi thì nó bắt đầu khó hơn một chút. Còn buổi 1, buổi 2 là cái buổi chúng ta nhập môn, làm quen với Python thì các bạn cũng đã biết gần hết rồi nhé. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. À, cái mà nào vào sau thì tôi vẫn chứng nhận, thì tôi sẽ cho vào thôi, không có gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang màn hình của tôi này. Chúng ta bắt đầu nhá. Đây là màn hình Python Shell, các bạn có nhìn rõ không nhỉ? Nhìn rõ không? Có này ạ, à, nhìn rõ ạ. À. Đây chính là cái màn hình. Rõ rồi thầy ạ. Ừ, nhé. Bây giờ các bạn hãy tắt micro của máy tính của mình đi nào nhé. Khi nào mà tôi hỏi cần nói thì các bạn mới bật micro lên mà nói. Còn đề nghị các bạn tắt tất cả đi để ảnh hưởng đến cả lớp nhé. Thì đây chính là cái màn hình của cái gọi là Python Shell. Thì các bạn chú ý là nó có cái con trỏ ba cái dấu lớn như này này, là nó con trỏ của Python nhé. Tôi cho các bạn xem tiếp một cửa sổ nữa là cửa sổ lập trình. Cửa sổ lập trình thì chúng ta có thể dùng một trong các cái phần mềm như là Win hay là Pycharm hay là Pscripter hay là Visual Code, tùy các bạn nhé. Thì chúng ta mà lựa chọn thì đây chính là cái cửa sổ, đây là cửa sổ lập trình Win Personal. Đấy, thì tôi nói này là cái một trong những cái điểm khác biệt nhất giữa Python và các cái một lập trình mà cao khác như là C++ hay là C hay là Pascal là như này này. Khi chúng ta dạy C hay là Pascal, chúng ta bắt buộc phải dạy học sinh trên một cửa sổ lập trình như thế này. Chúng ta phải gõ cái lệnh nào đó trên một cái cửa sổ, sau chúng ta là bấm nút chạy thì chương trình chạy dạy cho học sinh. Thì cái cách dạy như vậy thì theo tôi nó làm cho học sinh thấy tương đối khó hiểu, rất khó hiểu là khác. Có lẽ chính vì thế mà làm cho cái việc dạy C và Pascal rất là khó, mà rất nhiều học sinh là không hiểu gì cả, hay là không thích cái môn học, cái môn lập trình, trừ những bạn mà đã giỏi rồi thì không tính. Đó thì đó là cách dạy như kiểu cũ nhá. Nhưng đối với Python thì không như vậy. Đối với Python thì chúng ta có một cửa sổ rất quan trọng, cửa sổ này, cửa sổ gọi là cửa sổ Python Shell, là cửa sổ tương tác trực tiếp với Python. Và chính cửa sổ này là cái nơi mà chúng ta dạy lập trình rất là dễ dàng nhất, theo tôi đánh giá là rất dễ dàng. Thì chúng ta phải cố gắng để tận dụng cái cửa sổ này nhé. Vẫn có người vào, không sao, cứ ra các học mà. Hôm nay là buổi đầu tiên, chúng ta cứ học mà bình thường nhé, học túc tắc, không cần vội vàng, không cần đi nhanh, vì một số bạn chắc cũng đang bìa mới đang mò mò vào lớp nhé. Rồi, thì tôi nói này, Python là cái chương trình thông dịch, nó khác với Java, khác với C, khác với Pascal. Ở chỗ này này, tức là C, Pascal hay Java, chúng ta phải viết xong một chương trình, sau khi chạy thì nó phải dịch đấy, nó dịch cả chương trình đó ra mã máy đó. Dịch xong rồi thì nó cái mã máy đó như là file exe nó mới chạy trong bộ nhớ đó. Thì đó là nó gọi là chương trình dịch theo chương trình dịch của chuẩn tắc. Chúng ta phải viết xong một chương trình hoàn chỉnh, sau đó là chúng ta phải muốn chạy, chúng ta phải dịch trước. Dịch xong chuyển sang mã máy, từ mã máy sẽ chuyển sang chạy. Thì đó là cách học các ngữ lập trình bậc cao khác như là C, Pascal. Nhưng còn như Python không phải. Python là chương trình thông dịch,
Tức là chúng ta viết nhiều lệnh thì nó sẽ chạy từng lệnh một. À, chạy tới đâu thì nó chạy tới đó, và nếu gặp lỗi thì nó dừng lại. Đó. Thì Python nó không phải là chạy qua, không cần phải dịch toàn bộ chương trình, mà đó là chạy tới đâu dịch tới đó và chạy tới đó luôn. Đó. Thì như vậy là một chương trình Python có thể nó có nhiều lệnh đúng không ạ? Nó có n lệnh nhé. Thì máy chạy lệnh 1, lệnh 2, lệnh 3, lệnh 4. Chạy tới đâu là lệnh chạy luôn tới đó luôn. Thì nếu mà chạy tới lệnh thứ K mà lỗi thì dừng lại. Còn không lỗi thì chạy hết từ 1 đến n thì là xong một chương trình. Thì như vậy là cái bản chất của Python là chạy từng lệnh một, mà mỗi lệnh như vậy là đúng như chạy ở trên một con trỏ này. Vì tôi gõ lệnh là a bằng 1 chẳng hạn, thì đây là một lệnh các bạn ạ, một lệnh nhé. Thì lệnh này là lệnh gì? Lệnh gán là giá trị 1 cho cái biến nhớ a, đó là một lệnh, các bạn hiểu chưa? Đó, thì khi mà tôi viết một chương trình Python ví dụ như là a bằng 1, b bằng 2, thế không nào? Thì đây nó là hai lệnh của Python, hai lệnh của Python. Đó. Thì khi chạy nó chạy là a bằng 1 trước, xong chạy b bằng 2 sau. Như vậy chạy trình này thì nó tương đương là chúng ta gõ trên này. Ta gõ đây là a bằng 1 lệnh thứ nhất, b bằng 2 lệnh thứ hai. Thì nó tương đương như vậy các bạn ạ. Cho nên là chính cái như vậy là cái đây là cái Python shell, là cái màn hình tương tác, chính là cái mà chúng ta là gõ lệnh, chúng ta cho học sinh thao tác trực tiếp trên từng lệnh một của Python, và gõ một lệnh là chạy luôn, nó giúp cho học sinh là hoàn toàn là tương tác rất là dễ nhìn, dễ hiểu và hiểu ngay lập tức luôn. Đó, thì đây chính là theo tôi đây chính là một cái điểm đặc biệt nhất của Python, mà làm cho chúng ta là dạy học sinh rất là dễ dàng. Nếu các bạn mà có một cái máy tính ý, máy chiếu, chúng ta chiếu lên màn hình cho học sinh quan sát, và chúng ta là dạy tới đâu chúng ta chiếu lên màn hình luôn ấy, thì nó rất là dễ hiểu. Tại thì tôi tin tưởng rằng là khi đưa cái Python này vào dạy cho học sinh ý, thì bảo đảm học sinh sẽ lập tức là hiểu ngay, và thậm chí là thích luôn lập trình luôn. Đấy, chứ không như là Pascal hay là C. Đó là cái tôi nhắc ngay từ đầu nhé, để chúng ta chú ý, chúng ta bắt buộc phải dạy học sinh trên màn hình Python shell này. Mặc dù khi các bạn mà sẽ quan sát thấy cuốn sách giáo khoa 10, mà sẽ thấy là cuốn sách giáo khoa họ sẽ hầu như không nhắc đến cái Python shell này, họ không nhắc đến đâu. Họ sẽ dạy, họ sẽ viết sách giáo khoa giống như là cái cuốn sách Pascal cũ, nghe sách về C cộng cũ ấy. Đó. Theo tôi hiểu là hầu như các tác giả đều không viết cái, không mô tả tường minh cái màn hình Python shell này. Nhưng mà tôi trình bày các bạn, tôi luôn mô tả các bạn ở đó để các bạn chú ý. Đây là cách mà chúng ta giảng dạy cho học sinh là tốt nhất nhé. Rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ làm quen với chúng ta làm quen với cái Python shell này trước nhé. Rồi, thì các bạn này chú ý nhé. Như vậy cái cửa sổ Python shell là chúng ta có cái con đây cái có ba cái mũi tên, có ba cái hình lớn hơn này, thì nó là cái là con trỏ của màn hình tương tác Python, vào đó chúng ta gõ từ lệnh một. Người vàng thì các bạn tắt đi nhé, một số bạn đây 5-7 người, lớp chúng ta là có 60 người đấy, cái này còn 3 người ở bên ngoài chưa vào được, không hiểu vì sao chú chặt cái gì đó chưa vào được. Được rồi, thì tôi mô tả lại nhé. Thì đây là cái màn hình tương tác. Thì đầu tiên nó luôn này, thì đầu tiên chúng ta thấy là cái màn hình tương tác này làm gì, chúng ta có thể nhập những công thức toán học và biến cái màn hình tương tác này thành cái máy tính bình thường. Đây thì ví dụ tôi gõ 3 này cộng 4 này, enter, đây thành 7 luôn nhé. 3 ta gõ như các lệnh bình thường, ta biết rồi mình lệnh bình thường đúng không. 18, 15 trừ đi 4 trừ đi 3 nhân với
7 như thế này đó. Hay là chúng ta gõ mà lên số mũ 6 mũ 3, số mũ là 2 nhé, là 2 sao, là 2 sao. 2. Trường hợp mà chúng ta lấy mũ như này thì riêng với số mũ thì mà tính nó tính từ bên phải sang. Nhưng mà là tính là 2 mũ 2 trước, sau là 2 mũ 2 là 4, sau 2 mũ 4, 2 mũ 4 là 16. Đấy. Đây thầy thì dễ hơn nhé, 2 này. 2 mũ 2 3 chẳng hạn. Thì là đây là tương đương là xin lỗi. 2 mũ 2 đường với 3 thì đến đó là 2 mũ 3 là 8, đường này là 2 mũ 8, được chưa? Đấy, thì chúng ta thấy là phép cộng trừ nhân chia là bình thường. Cái phép chia như sau nhé, 3 chia 4. Đấy, thế phép chia là chéo nhé. 4 chia 2. Quan chú ý nhé, 4 chia 2 thì nó là 2.0, thì kết quả của đó là một số thực. Mười phép chia bậc gạch này là phép chia thực, không phải là chia nguyên. Còn chia nguyên là như thế này. Đây, chia nguyên là như thế này. Chia nguyên đây, đúng không? Có thể là 5. Như vậy là cái phép chia hai gạch này nó tương đương với cái lệnh dip ấy, lệnh dip của Pascal, đúng không nào? Còn mình lấy số dư. Lấy số dư là như thế này, lấy số dư là đây, số dư ta có cái số dư là cái hình là cái phần trăm. Đó. Được chưa? À, như vậy là gì? Như vậy là chúng ta nhắc lại một vài, chúng ta biến cái Python shell thành một cái máy tính nhỏ, đúng không? Là cộng này, trừ này, nhân này, chia này, chia nguyên này, đúng không? Lấy số dư này. Số dư là lệnh mốt đấy, lệnh mốt nhé. Rồi là số mũ. Đấy, các bạn thấy là những cái lệnh này ta rất rất quen thuộc nhé. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo nhé. Ở mà thôi được mà đó là vi số. Như vậy là ta biết là vi số có số nguyên là một, là số thực là 2. Thế bây giờ liên quan đến đến sâu, chúng ta bây giờ ta gõ đây hai chấm nhé. Hà Nội, thế là nó là một sâu. Hà Nội, thế là một sâu. Yeah, là một sâu. Thì chúng ta có thể với sâu chúng ta có thể gõ là dấu hai nháy ở hai đầu hoặc là một nháy cũng được. Hà Nội, một nháy cũng được. Đó, nó vẫn hiểu. Hay là ba nháy, ba cái dấu này thì nó cũng hiểu. Ba cái dấu nó vẫn hiểu. Như vậy là khi gõ một cái sâu ký tự, chúng ta có thể là gọi là dấu nháy đúp, đúng không? Là hai nháy, có thể là một nháy, có thể là ba nháy, ba dấu nháy đúp. Ba nháy đúp thì nó vẫn là một sâu. Đó. Biến nó tiếp theo sang cái gì nhỉ? Tiếp theo sang là số số bool, số logic. Đây, 2 nhỏ hơn 3 thì đó là một giá trị true và false. 2 lớn hơn 3. Thế nào? False. Nhưng mà là true false là các cái biến, là các cái giá trị kiểu gì, kiểu logic đó. Thì các bạn thấy như vậy, tôi vừa gõ một vài lệnh, các bạn thấy ngay là Python nó hỗ trợ cho chúng ta là bốn kiểu dữ liệu cơ bản nhất, là kiểu dữ liệu nguyên, là nó gọi là integer in trong ở trong cái giống là C, còn trong Pascal là integer, đúng không? Rồi tiếp theo là số thực, nó gọi là float. Float, các bạn nhớ cái chữ của nó nhé. Float. Tiếp theo là kiểu dữ liệu nữa là chúng ta biết là kiểu dữ liệu là sâu ký tự là string, thì nó là ký hiệu là str. Đó chưa? Tiếp theo nữa là kiểu dữ liệu là logic, thì nó là bool. Bool. Thì đây là bốn cái kiểu dữ liệu lõi mà chúng ta cần dạy cho học sinh, những cái bài đầu tiên cần phải biết đấy, cái này nó giống như tất cả các ngữ lập trình bậc cao khác. Được chưa? Đó, thì đây là bốn cái loại dữ liệu chính của Python. Thì bây giờ tôi bắt đầu mô tả tiếp theo nhé. Đây, thì chúng ta cái lệnh đầu tiên mà chúng ta biết là lệnh gán thôi. Lệnh gán, chúng ta tạo ra biến nhớ và gán. Ví dụ gán A bằng 1, được chưa? Và chúng ta sẽ biết ngay là A là kiểu dữ liệu gì bằng lệnh sau đây.
đầu tiên chúng ta học là lệnh tai, và chúng ta nhớ lệnh tai nhé. Lệnh đầu tiên chúng ta học đây, lệnh tai. Lệnh tai chúng ta khi ta có A bằng 1 thì máy tính tạo ra một biến nhớ, trong biến nhớ có tên là A, và bây giờ chúng ta sẽ tai vào A thì máy báo ngay là class int. Các bạn thấy rồi, như vậy int là cái kiểu dữ liệu đấy, kiểu dữ liệu integer mà tôi nói lại với trên, tôi viết lại là in đấy, là kiểu dữ liệu nguyên. Như vậy A này là kiểu dữ liệu nguyên. Còn vì sao là class, chúng ta sẽ được học trong vài buổi nữa nhé. Nhưng mà tôi có hiểu nó luôn, các bạn biết là như này, là ở trong Python thì mọi kiểu dữ liệu, mọi cái thứ mà chúng ta làm việc trong Python đều là hướng đối tượng hoàn toàn. Cho nên là số nguyên cũng là một lớp, là class. Số thực cũng là class, bool cũng là class, mà là string cũng là class hết. Mọi thứ đều là lớp hết, đều là khái niệm là hướng đối tượng hết. Thì chúng ta sẽ học sau cái bài về đối tượng và cách tạo ra các cái lớp nhé. Thì Python là một ngôn ngữ hướng đối tượng hoàn toàn, thậm chí hoàn toàn hơn cả Pascal và C cộng cộng nhiều lần luôn. Thật ra trong C và ở trong Pascal nó vẫn còn phân biệt là có hai cái hướng. Một hướng là mô tả cấu trúc chương trình theo cái gọi là theo cái cấu trúc là hàm số của chương trình con theo mô hình cổ điển. Một dạng thứ hai là mô tả chương trình theo cấu trúc hướng đối tượng. Như ở trong Python thì không, tất cả đều là hướng đối tượng hoàn toàn. Tuy nhiên rất hay là Python nó cho phép chúng ta xác định các cái việc lập trình ban đầu tiên, chúng ta vẫn có thể không cần hiểu biết về đối tượng, chúng ta có lập trình giống như là Pascal và C, ta có lập trình theo kiểu cổ điển là lập trình theo chương trình con và các cái hàm số. Thì tôi nói luôn là trong cái chương trình tin học lớp 10 đấy, tương lai đấy, thì không nhắc gì đến, không hề nhắc một câu nào đến hướng đối tượng cả, đến lớp cả, mà dạy hoàn toàn theo cấu trúc cổ điển, theo chương module chương trình con, khái niệm hàm số. Thì cái này là Python là hỗ trợ hoàn toàn, mà tuy nhiên nó sâu hơn thôi, là đằng sau cái hàm số đó, đằng sau nó là hoàn toàn là các cái mô hình hướng đối tượng hoàn toàn nhé. Lát nữa là tôi sẽ nói luôn ngay, là chúng ta sẽ hiểu ngay thôi nhé. Rồi thì bây giờ tôi nói thêm các bạn ý này rất đặc biệt là như vậy, A bằng 1 đúng không ạ? Như vậy là các bạn thấy là thế này là khác hẳn vừa đối với C và Pascal. Chúng ta không cần khai báo cái biến, không cần khai báo trước, A bằng 1 là xong luôn, là lập tức máy hiểu A là kiểu nguyên. Thì bây giờ tôi khai báo tiếp nhé, khai báo là A, tôi lại viết tiếp là khai báo A bằng 1.2, 1.3. Có lỗi không? Enter là không lỗi. Đấy, và bây giờ tôi kiểm tra cái A này là cái loại gì, thì các bạn thấy A biệt nó là kiểu gì? Kiểu float rồi. Đấy, như vậy là ở trên này, như thức án A bằng 1 nhé, thì là A sẽ là kiểu nguyên. Khi thức án tiếp tục A bằng 1 bằng 1.3 thì A là kiểu float. Như vậy các bạn thấy không? Như vậy là một biến nhớ, chúng ta có thể dùng đi dùng lại nhiều lần và không cần khai báo trước. Và kiểu của dữ liệu chỉ được xác định tại cái thời điểm mà chúng ta khai báo thôi. Thì đây là một điểm mà chúng ta khi mới làm quen với Python này, chúng ta cảm thấy nó hơi lỏng lẻo. Nhưng mà thật ra nó rất là hay, nó rất là chặt chẽ. Cái này trong vài buổi sau tôi sẽ nói nhé. Nó rất chặt chẽ. Mà hôm trước tôi lại nói Đà Lạt, tôi nói rồi đấy, là cái này là mới thoáng qua cứ tưởng là nó lỏng lẻo, nhưng mà thật ra nó rất là chặt chẽ. Như vậy là gì? Như vậy là Python là một ngôn lập trình mà chúng ta khi chúng ta khai báo một biến nhớ, chúng ta không cần xác định kiểu trước. Mà khi chúng ta dùng lệnh gán rồi thì lúc bây giờ nó mới xác định kiểu, được chưa? Như vậy bây giờ nhé, bây giờ A là gì? A enter nó sẽ ra A này. Đấy, như A là 1.3, bây giờ gọi là B bằng A, vậy tôi gán cho B bằng A được. Và bây giờ tôi kiểm tra B thì B nó vẫn là kiểu thực đúng không ạ? Thế nên các bạn thấy, nhưng mà đây là một vài cái chúng ta chú ý nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta quay lại cái khái niệm biến nhớ một chút nhé. Thì biến nhớ này nó là các cái định danh. Thì cái định danh của cách đặt tên biến nhớ đấy, ở trong Python thì chúng ta định danh cái gì? Định danh là biến nhớ là 1 này, tên hàm là 2 này, tên lớp là 3 này. Đó thì là những cái đó là các cái định danh. Thì cách
cách viết định danh, cách tạo ra định danh ở trong Pascal và đối với C là đối với, trong Python là giống hoàn toàn Pascal và C, là chúng ta gì được phép chỉ viết, được phép là dùng số, dùng chữ và gạch dưới, và phải bắt đầu bằng chữ và gạch dưới, không được bắt đầu bằng số, và không được phép chứa tất cả các cái từ đặc biệt khác, dấu và, cộng, trừ, nhân, chia là không, là không được dùng, được chưa? Chỉ để dùng ba loại ký tự thôi, là chữ này, số này, nhé, gạch dưới, chỉ ba loại như vậy thôi. Và bắt đầu là phải bằng là từ gạch dưới hoặc là chữ, không được là số. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, như vậy tôi đặt tên nhé, đặt tên là như này, như vậy là này, AA là ngon lành, AA bằng 2 là chuẩn. Gõ 1 A đúng không nào? Đây đúng hay sai? Cái này là sai. Vì là không cho phép là một cái biến nhớ, một cái định danh bắt đầu bằng số, enter nhá. Lỗi, bạn thấy không nào? Là khi chúng ta thực hiện một cái lệnh mà lỗi thì máy báo ngay. Python là cơ trình thông dịch, chúng ta cứ gõ một lệnh mà lỗi, máy báo lỗi ngay. Đấy thì bạn nhìn thấy nhanh nhé. Khi gặp lỗi thì máy sẽ thông báo ra thông tin về lỗi. Đây các bạn cũng làm cái điều chúng ta chú ý. Cái đẹp hay là chúng ta nhìn ngay trên màn hình, chả phải đi đâu xa cả, không cần đi đâu, không cần phải phức tạp gì cả. Thì cấu trúc của lỗi là như sau này. Khi máy thông báo lỗi thì cái thông tin lỗi nó gồm có là, một là cái mã lỗi. Cái này chúng ta về mô tả mã lỗi chúng ta sẽ học trong cái bài, trong cái chương 16, chương cuối của cuốn sách mà tôi nói trước thôi. Là bao gồm là có cái, và là đây là cái mã của cái lỗi mà lệnh đó chúng ta thực hiện. Còn đây là cái mô tả lỗi bằng tiếng Anh. Đó. Thật ra cái này sau này các bạn thấy, các bạn vừa lập trình thì các bạn thấy là chúng ta hoàn toàn có thể viết lại cái mã lỗi này, có thể đặt mô tả bằng tiếng Việt được vô tư nhé. Đấy. Đó, thì đó là những cái định danh. Thế bây giờ tôi nói thêm một chút về thế nào là các từ khóa ở trong Python. Nó có những cái từ khóa là những cái từ mà chuyên dụng để mà lập trình, rất rất quan trọng, chúng ta không được động vào. Ví dụ như là cái từ in, cái từ này, từ khóa, khi mà có từ khóa chúng ta nó đổi màu ngay. Hay là cái từ là float cũng là một từ khóa, đúng không? Là một từ khóa. Hay là từ lập trình mà ta biết như từ là if này, từ khóa này, từ else là một từ khóa này, đúng không? Là hay là cái từ như là cái từ không, đây phải lỗi, không phải cái in mi float thì không phải từ khóa, xin lỗi các bạn, tôi nhầm nhé, hai cái này không phải từ khóa, đây là các cái hàm lõi của Python, tôi xin lỗi. Còn cái if else này mới là từ khóa này. Cái từ khóa là gì? Tôi nhắc lại, tôi hơi nhầm chút chỗ này nhé, tôi nhắc lại chỗ này, tôi enter cho nó nhé. If là từ khóa. Từ khóa thì từ khóa là cái từ đặc biệt, là cái từ đặc biệt mà ngôn ngữ dành ra để dùng riêng cho cái việc lập trình, mà chúng ta không được phép dùng nó ở bất cứ đâu, nó không phép dùng. If này, else này, hay là cái từ là for này, đúng không? In này, while này, là câu lệnh lặp này, đúng không? Nó còn rất nhiều nữa, nó khoảng gần 50 cái từ khóa. Cái từ khóa, đây tôi cho các bạn xem cái từ khóa nhé. Mấy tôi để ở đâu, tôi tìm trong máy tính của tôi. Tôi để trong cái chỗ này. Đây là cái, đây, tôi cho các bạn xem, cái này chỉ là, tôi không, đây, cái từ khóa đây nhé, đây là cái từ khóa. N này, as này, class này, for này, if này, in này, is này, return này, try này, while này. Đấy, đây là các từ khóa nhé. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 7 là 28, 29, 30, 31, 33. Như vậy là 33 từ khóa tất cả. Thì chúng ta không được phép mà tạo một cái biến nhớ hay tạo một cái tên mà trùng với từ khóa. Như tôi viết là if bằng 1 thì máy báo lỗi ngay. Viết thế này là chúng ta muốn là tạm cái biến nhớ, tạm cái tên là if, nhưng không được, là máy báo lỗi ngay, nó là lỗi syntax error, là lỗi cú pháp luôn, cú pháp không cho phép.
Như vậy là cái từ khóa là cái từ làm thử như vậy. Còn cái hàm in này, cái hàm in kia này là đây không phải, đây là các cái hàm lõi. Hàm lõi của cuộc. Hàm lõi là cái hàm mà ở trong Python, trong sẵn chương trình là có sẵn các cái hàm lõi đó. Đây cho các bạn xem các cái hàm lõi này, đây chính là cái hàm lõi. Thì chúng ta học sau nhé. Thì đây là cái hàm lõi, là cái hàm mà chúng ta không nên động vào. Không nên động vào. Tức là không nên dùng nhé. Hàm lõi đây này. Tôi sẽ mô tả sau cho các bạn những cái hàm lõi này. Là cái hàm mà nó cài sẵn ở trong Python, khi chúng ta chạy Python là có sẵn hàm lõi mà chúng ta dùng được luôn. Được rồi. Đấy, như vậy là tôi vừa mới làm quen các bạn các cái, nhưng mà trong Python là có 4 kiểu dữ liệu. Vì tôi viết lại nhé. Vì thì tôi viết là n bằng 1, như vậy nó là số nguyên, đúng không? Tôi viết là x thì bằng 1.3 thì nó là số thực, đúng không? Tôi viết là b bằng 12 lớn hơn 2 thì 12 lớn hơn 2 thì nó là hơn đâu nhỉ? Đây. Lớn hơn 2 thì nó là kiểu bool. Kiểu bool. Hay tôi viết là s thì bằng 0.0.0.1 như này. Thì nó là kiểu gì? Kiểu sâu. Như vậy là n là kiểu nguyên, chúng ta nhớ chúng ta luôn nhớ nhé, n là kiểu nguyên. Chúng ta luôn dùng cái hàm tai mà rất hay dùng. X là kiểu float, kiểu thực. Type của b là kiểu bool. Kiểu bool. Và cuối cùng type của s là kiểu string. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tương ứng với những cái kiểu dữ liệu này thì Python nó cho phép chúng ta là có thể chuyển đổi dễ dàng từ int sang float, từ float sang int, từ int sang sang bool, từ bool sang vân vân, và từ và từ số sang string, từ string sang số. Đó. Chuyển đổi một cách rất là tự nhiên. Ví dụ nhé. Ví dụ tôi viết là n bằng 12. Đó. Thì str là cái cú pháp, là cái mô tả cái kiểu dữ liệu là string. Nhưng mà str n đây là cái hàm để chuyển đổi từ n sang string. Đó. Đây là cái hàm mà chuyển đổi từ bất cứ cái gì là sang string. Đây. Như vậy là str n là nó bằng là cái số ký tự 12. Tôi chuyển đổi cái số x nhé, x đây là 1.3 nhân để trong nháy thì nó là sâu ký tự, được chưa? Đó nhé. Bây giờ tôi lại chuyển đổi str của b, xem nó chuyển đổi được không. Chuyển đổi được, nó ra là true nhé. Đó, như vậy là cái hàm str là hàm đổi từ int sang str, từ float sang str và từ bool sang str nhé. Bây giờ ngược lại này, bây giờ làm đổi khác nhé. Bây giờ hàm in là hàm có thể đổi từ số thực sang, đây từ số thực sang, số thực là nó là 1.3 thì đổi sang nó là làm tròn lên là 1 nhé. Hàm in có thể đổi từ số sâu sang, ví dụ đây sâu, đây sâu của tôi là 234 nhé, sâu là số 234, enter thế nó đổi sang là 234. Thế là những hàm in là như vậy. Bây giờ tôi thử đổi cái hàm in của một cái kiểu dữ liệu bool nhé, sẽ nó ra cái gì? Bool nó ra là 1. Như vậy là hàm in nó sẽ đổi số mà một cái dữ liệu là đúng true thì sang là 1, false sang là 0. Hàm in, hàm float dùng để đổi, hàm float dùng để đổi nhé. Giờ đổi là số 13 đổi sang là 13.0. thấy không nào? Float đổi một cái sâu ký tự 123.567 như này, đó là một sâu, nhưng mà sâu là biểu diễn một số thì nó đổi sang ngay là số đó 123.567 nhé. Giờ tôi đổi thử cái float của cái biến là cái dữ liệu là bool b nó là 1.0. int mà đổi b sang thành 1, nhưng mà float đổi b sang là 1.0. Đấy, các bạn thấy không?
Thì như vậy chúng ta thấy là như vậy chúng ta học về chúng ta biết được là bốn cái kiểu dữ liệu cơ bản của Python, nhắc lại là số nguyên là int, là số phức là float, số số ký tự là str hay là đọc đầy đủ là string hay là show, và kiểu logic là bool, là bool, được chưa? Nhắc thêm về kiểu logic nhé. Kiểu logic là nó chỉ có hai giá trị thôi là true và false. Thì ở trong Python thì cái true đó là viết chữ T, viết hoa, còn chữ RUE thì là viết thường, thì như vậy. Và false, được chưa? False đó. Thì tôi có thể biểu tôi đổi là int của true, đổi được không? Nào bây giờ tôi hỏi các bạn, cái này là đổi thành ra cái gì nào? Ai trả lời nào? Là số mấy nào? Số 1. Chính xác. Đó là ra số 1, đúng không? Bia in đổi font ra số mấy nào? Được. Không mấy đây. Không. Ra số 0. Thấy không nào? Đấy, như vậy. Chúng ta thấy rất rõ, nhưng rất 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 đơn giản, đúng không nào? Đấy, như vậy là cái ngay cái bài học đầu tiên là các bạn dạy cho học sinh, là các bạn đã biết ngay dạy cho học sinh là bốn cái loại dữ liệu cơ bản nhé, và chúng có thể chuyển đổi được được cho nhau, qua lại cho nhau được. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ học một cái lệnh lập trình đầu tiên của Python. Lệnh là in dữ liệu ra màn hình. Đó chính là lệnh print. Lệnh print nhé. Lệnh print. Thì mỗi một lệnh nó là một cái hàm số, như hàm này nó làm như là một thủ tục, nó không trả lại cái gì cả, nó là như là một cái, trong Pascal thì nó như là một cái procedure, hay là trong C cộng thì nó là một cái voice function. Thì ở trong Python thì nó không có cái từ là void function, mà nó có cái khái niệm là function, là hàm số. Thì hàm này là hàm, cái print là một cái hàm số mà không trả lại giá trị. Thì ta hiểu nôm na nó là cái hàm void thôi, hàm void, hay nó là một thủ tục. Thì hàm print là cái hàm mà để in ra một cái giá trị số, giá trị gì đó ra màn hình. Đây tôi lấy ví dụ nhé. Đây. A của tôi là bằng A, tôi là 1.3, tôi có thể là print A đâu rồi. A đâu rồi. Đấy. Tôi có thể in, không phải in một mà in nhiều giá trị print này. A này phẩy, B này phẩy. Có B đúng không? Có B có đúng không? Có gì này? X gì? In 3 số ra này. In 3 giá trị ra này. Đây. 1.3 này. True và 1.3. Đấy. Được chưa? S gì bao nhiêu? S gì? Tôi có thể in ra cả S gì này. Print nhé. A. S. S. Nhưng mà có thể in ra nhiều số, in ra nhiều số, được chưa? Các bạn bây giờ vẫn đang vào, mình bắt đầu vào. Bạn nào vào sau thì ấy nhá. Bạn nào vào sau, lúc mình vào sau thì cứ theo dõi, và có gì không hiểu thì hỏi tôi luôn nhá. Nhá, để chúng ta, tôi muốn là mấy bài đầu tôi làm chậm, để đề phòng các bạn vào muộn thì vẫn theo kịp. Thì tôi nghĩ là sau khoảng 2-3 buổi thì tôi mới tăng tốc độ. Còn 1-2 buổi đầu tiên tôi làm rất cẩn thận, từ từ, để mọi người có thể hiểu nhuần nhuyễn tất cả mọi thứ nhé. Rồi. Đó là lệnh print. Và đây là print, mà tôi có thể viết print là xin chào bạn, thì nó sẽ in ra màn hình cái dòng chữ là xin chào bạn như bình thường. Đấy. Thì các bạn thấy không, khi mà dạy Pascal và C thì thông thường lệnh đầu tiên mà chúng ta dạy cho học sinh là lệnh print để in ra màn hình, nói chung là. Nhưng mà đối với Python thì chẳng cần, chúng ta có cái Python shell là chúng ta cứ tha hồ mô tả biến nhớ, tha hồ mô tả phép tính. Còn lệnh print chúng ta lệnh sau cũng được, sau một vài tiết chả sao cả, học sinh vẫn rất hiểu, vì chúng ta vẫn cần lập trình đâu, chúng ta hoàn toàn mô tả trên cái Python shell, học sinh là hiểu hết. Còn trên lập trình chẳng qua chỉ là liệt kê ra các lệnh mà đáng lẽ chúng ta mô tả trên shell, thì chúng ta mô tả trên dòng lệnh,
và làm dạy sau vẫn được. Khi mà học sinh cảm thấy là hứng thú với những cái này rồi thì chúng ta mới chuyển sang lập trình thì rất là dễ. Rất là dễ nhé. Rồi. Đó là lệnh print nhé. Lệnh print. Rồi. Như lệnh print có thể in ra nhiều số. Đây này, lệnh print ABC in ra nhiều số đúng không nào? Đây. Xin chào các bạn. Thì đó là cái lệnh đầu tiên nhé, lệnh print nhé. Rồi, thế bây giờ tôi mô tả luôn sang cái lệnh thứ hai. Lệnh thứ hai là lệnh ngược lại print, là lệnh là nhập một cái dữ liệu từ bàn phím, từ cái dữ liệu đầu vào, hay dùng nhất là bàn phím, đưa vào chương trình. Lệnh print là từ chương trình đưa ra cái out, đưa ra cái output mặc định là màn hình. Mình chúng ta lên học lệnh là lệnh input mặc định là từ bàn phím đi vào màn hình. Đó chính là lệnh input. Đó, input. Đấy nhá, lệnh input hay là hàm input. Input thì nó khác với print. Print là cái lệnh mà là làm cái hàm mà là hàm void, nó không có, không trả lại giá trị. Cho nên người ta có thể gọi là lệnh cũng được. Nhưng mà input thì không phải lệnh. Input tức là một cái hàm. Là một hàm và nó trả lại giá trị là một cái số ký tự mà chúng ta gõ vào bàn phím. Chúng ta gõ A thì nó trả lại là chữ A. Chúng ta gõ là AB thì nó trả lại chữ AB. Chúng ta gõ chữ Hà Nội thì nó trả lại chữ Hà Nội. Chúng ta gõ là 1, 2, 3 thì nó sẽ trả lại là gì? Là một số ký tự là 1, 2, 3. Đó. Như là input. Thì là input nó có cấu trúc như sau. Là input, sau đó là mở ngoặc. Và sau đó trong ngoặc này chúng ta có thể điền một cái số ký tự. Nó là cái dòng chữ để gợi ý chúng ta nhập dữ liệu. Ví dụ chúng ta vòng chữ chúng ta có thể viết bằng số ký tự đây, mở nháy là nhập, hãy nhập. Các bạn chú ý là ở trên cái Python chúng ta tha hồ viết tiếng Việt nhá, tha hồ viết tiếng Việt nhá. Nhập một từ hay nhập một tên được nhé, nhập một tên. Đó. Chúng ta đóng nháy. Như vậy là cái hàm input là hàm gì? Là hàm sẽ như sau. Làm cái hàm mà trong đối số của nó chỉ có một số ký tự thôi, là cái số mà hiện ra trên màn hình, và chúng ta sẽ nhập xong enter thì sẽ nhập thành một số và sẽ là chính là cái giá trị trả lại của cái hàm input này. Đó nhá. Chạy thử nhá, chạy thử trên Python Shell này, enter này. Đấy, chạy này. Nó là nhập một tên. Bây giờ gõ là Việt Nam chẳng hạn. Việt Nam, enter. Thì máy sẽ tạo ra một cái show là Việt Nam và trả lại giá trị cho cái hàm input để hiện ra đây này. Đó. Thì tôi viết lại nhé, lại tôi không biết chống này nữa mà tôi viết là S bằng. Đấy, nhưng mà đây là hàm trả lại nhưng mà hàm input đúng không? Input nhập tên bạn. Tên của bạn. Nhập tên của bạn nhá. Yeah. Nên tôi chuyển đi, vì sao tôi lại không để cái con dấu hai nháy này là sát vào đây mà tôi để cách ra, bởi vì khi chúng ta lập lệnh input ấy, thì con trỏ màn hình ấy, nó hiện ngay ở đằng sau cái show này, tôi để cách ra cho đẹp thôi, còn để sát vào đây cũng được, không sao cả, cách ra dần cho đẹp nhé. Yeah. Đây. Nhưng mà đây là lệnh là đây là cái hàm input này, nó sẽ trả lại giá trị là giá trả lại trị vào cái show này. Chúng ta chú ý nhé, là hàm input là trả giá trị là một số ký tự. Rồi chúng ta enter này. Để enter nhé. Đấy, máy báo này. Thông tin của bạn và con trỏ nhập liệu này là nằm sát cái show này. Cho nên chúng ta thường là chúng ta để một dấu cách ở đây để cho nó dễ nhìn thôi. Đó, vì tôi tên của bạn, tôi đặt tên là Hà chẳng hạn, enter thì là không gì cả đúng không? Tôi tìm SC này, SC chính là Hà, tức là nhập là Hà thì đây là một show, nó sẽ trả lại giá trị vào cái biến nhớ SC. Vậy SC đây, hiện tại SC đây, thấy không nào? Đó, được chưa? Đấy, bây giờ tôi làm lại thử nhé. Bây giờ tôi viết là S1 bằng input nhập tên 1, ai đó tôi không biết. Tôi gọi chữ bình, mẹ S1 là bình, tôi gọi S2,
S2 bằng input nhập tên 2, nhập tên 2. Enter. Từ đó là Hà. Các bạn thấy như bây giờ S1 là Bình, S2 là Hà. Vậy tôi biết dòng chữ, tôi biết dòng chữ là print này. Tôi biết ra dòng chữ nhé, là print. Xin chào. Xin chào. Đấy, xin chào này. Phẩy S1 phẩy và phẩy S2. Như vậy lệnh print là gì? Là có bốn tham số, là xin chào là một tham số, S1 là tham số thứ hai, và tham số thứ ba, và S2 tham số thứ tư nhé. Thì máy sẽ in ra như thế này: xin chào Bình và Hà. Các bạn thấy không nào? Thứ nhất là lệnh print, lệnh có thể in ra là nhiều tham số ở trên trong một cái lệnh print. Được chưa? Mọi người đã hiểu chưa? Đấy. Như vậy là chúng ta ngay từ bài đầu tiên chúng ta học một cái lệnh là hai lệnh, lệnh print ra màn hình, ra output chuẩn và input từ input chuẩn. Rồi, thì từ đây bây giờ chúng ta bắt đầu, bây giờ tôi sẽ lập cái trình đầu tiên của ngày hôm nay, là chúng ta sẽ lập trình một cái chương trình, ví dụ chúng ta nhập vào từ bàn phím tên học sinh, chúng ta bảo xin chào bạn. Như vậy nhé, xin chào bạn, thì nhập tên là Hà, xin chào bạn Hà, nhập tên là Bình, xin chào bạn Bình, vân nhé. Thì chúng ta lập trình. Thì chúng ta vào cái cửa sổ và chúng ta vào cái chương trình, ví dụ bà tôi đang ở đây là cái chương trình là Win Personal đây, còn chúng ta có thể vào trình khác tùy các bạn. Nhưng mà tôi đặc biệt chú ý riêng đối với Win nhé, thì cái Win là cái phần mềm theo tôi là rất là thích hợp dạy cho học sinh, vì nó nhẹ hơn hẳn cái phần mềm PyCharm. Cái PyCharm nó hơi nặng, cho nên đối với trường vùng sâu vùng xa mà máy tính nó yếu ấy, là lốt lên chạy chương trình là rất là chậm, còn cái phần mềm này nó rất là nhẹ và rất là nhẹ nhàng nhé. Thì nó luôn này, đối với cái chương trình Win này thì mặc định là phần mềm nó không nó trong cái trang lập trình nó không hỗ trợ gõ tiếng Việt, cho nên để mà gõ được tiếng Việt chúng ta phải nhập một vài cái lựa chọn. Thì tôi mô tả luôn cái lựa chọn đó nhé. Chúng ta bật lên, chúng ta bật làm lựa chọn và làm một lần thôi. Thì từ sau nó sẽ hỗ trợ họ tiếng Việt hoàn toàn ở trên cái cửa sổ đó. Chúng ta vào Edit này. Đây là bật lên từ đầu nhé. Chúng ta vào Edit này, chúng ta vào cái lệnh là Preferences. Phần lệnh này là sau cùng rồi nhé. Chúng ta vào đây này. Đó. Thì ở đây chúng ta chú ý là có một chỗ này là buồn, là chỗ là File này. Chỗ File này, chúng ta chọn ở đây này. Là Unicode. Mặc định là nó như này, mặc định là nó dùng cái này, mặc định là phần mềm nó dùng là cái này, là default là nó như thế này. Đây là cái bảng mã của nước Mỹ thôi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta mở sang tiếng Anh. Thì bây giờ chúng ta bấm vào đây và chúng ta lựa chọn là UTF-8 là đủ, UTF-8 này là đủ cho tiếng Việt. Chúng ta không cần những UTF khác. UTF-8 là cái bảng mã, là cái phần mở rộng cho đủ chỗ ôn có tiếng Việt. Đấy nhá, đó là một chỗ này nhá. Tiếp theo chúng ta vào cái chỗ là, chúng ta kéo xuống đây và chúng ta vào chỗ debugger, chúng ta chọn cái IO này. Đấy. Đây chúng ta chọn có ba chỗ, đây là một chỗ này. Là debug IO encoding này, shell encoding này và chỗ này nữa, ba chỗ này. Chúng ta được chọn là UTF-8. Chỗ này là một nhá. Chỗ này là hai nhá. Và chỗ này là 3. Đấy, thì là làm xong rồi chúng ta bấm nút là ok, là xong. Thì như vậy chúng ta có thể gõ được tiếng Việt hoàn toàn ở trên cái màn hình lập trình. Bạn đã hiểu chưa? Nhắc lại nhé. Đầu tiên là chúng ta đây, nhắc lại từ đầu. Chúng ta vào Edit và vào lệnh là Preferences ở dưới này. Được chưa? Sau đó chúng ta lựa chọn một là File ở chỗ này. Chọn là UTF-8. Xong chúng ta vào, kéo xuống, chúng ta vào Debugger, chúng ta chọn IO. Và đây có 3 nơi, 1, 2, 3, UTF-8. Chúng ta bấm nút Apply. Ok, thông lại nhé. Rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta vào lập trình bài đầu tiên này. Chúng ta bấm nút này là lệnh New này. New một cái file này. Đây là Open cái file này, mở cái file. Đây là ghi file. Đây là ghi sang cái tên khác, như là 4 lệnh bình thường. Chúng ta biết rồi. Chúng ta new một cái file. Đấy.
Tôi có thể phóng to thu nhỏ bằng lại là căn thôn cộng, căn thôn trừ thì phóng to thu nhỏ màn hình nhé. Đó, như này nhé. Bây giờ tôi mô tả là đầu tiên này. Tôi mô tả đầu tiên nhé là đây, tôi làm cái chương trình đầu tiên là tôi nhập cái tên từ bàn phím và tôi gán cái tên đó bởi một cái biến nhớ là name, sau tôi thông báo ra là xin chào bạn gì đó nhé. Đơn giản tôi học rồi, tôi dùng cái biến name, name đây bằng, được chưa, bằng là input, input bạn làm to cho dễ nhìn nhé, nhập. Đấy, bây giờ còn hôm bây giờ là nhập tiếng Việt rồi nhé. Còn nếu chúng ta không đặt cái chế độ là UTF-8 ấy thì không nhập tiếng Việt ở đâu, nó sẽ hành là nó sẽ báo lỗi ngay, nó sẽ ra một cái ký tự gì là ngoằng nhé. Nhập là tên bạn, tên bạn đó, thứ nhất. Thứ hai là print, print. Chú ý là Python là ngôn ngữ là phân biệt chữ hoa chữ thường, chúng ta phải gõ chuẩn xác. Hầu hết tất cả những cái hàm số lõi quan trọng của Python đều viết bằng chữ thường, không có cái gì là viết chữ hoa đâu cả. Trong những cái từ khóa chỉ có 3 cái từ khóa viết là viết chữ hoa thôi, là trong đó có false và true, còn lại là chữ thường hết. Print là xin chào bạn, đó, đóng nháy, phẩy. Thứ hai là name. Đây, tôi chú ý thêm một chút nữa nhé, là sau xin chào bạn đây chúng ta không cần dấu nhé, không cần dấu cách ở đây, không cần như này, bởi vì là mặc định khi mà chúng ta in ra dù lệnh print in ra hai cái tham biến thì Python mặc định là chèn vào giữa dấu cách, chứ chúng ta yên tâm. Còn đây thì lại cần nhé, ở đây là cần bởi vì là đây là cái dòng nhập lệnh thì phần mềm sẽ bắt chúng ta nhập ngay sau cái dấu dấu này, chúng ta để dấu cách cho nó đẹp. Còn đây ở chỗ này là không cần. Vậy xong chương trình nhé, chúng ta ghi lại. Đấy, bây giờ tôi sẽ tạo một phòng riêng của lớp chúng ta nhé. Nhưng tôi chưa tạo, để tôi tìm bây giờ tôi mới tạo một cái mục trong lớp của chúng ta nhé. Đấy, tôi đã tạo rất nhiều lớp này. Đâu rồi, không phải tập huấn đây, ở đây là T1 đấy nhá, đây T1 thì tôi sẽ tạo ra một cái, sau này tôi copy cho các bạn cái file này để các bạn tham khảo. Tôi tạo ra một cái gọi là D1 nhé. D1 là ngày 1 nhé, là buổi thứ nhất nhé, D1 đó. Thì đây là cái bài đầu tiên tôi viết là B1 hay là bài 1 nhé, đó, bài 1 đây nhé. Thì tôi có thể ở trong, chú ý là trong chương trình của Python này chúng ta có thể viết các comment là sau dấu thăng nhé. Đây là chương trình đầu tiên đó, bây giờ chúng ta ghi lại thì mong định nó đuôi là đuôi pi nhé. Đó, tên bài đây, đây là cái bài đầu tiên. Thì khi chạy chúng ta bấm vào nút này, nó chạy, nút run này nó chạy, thì nó sẽ chạy từ dòng 1, dòng đầu tiên, dòng thứ 2, dòng thứ 3. Nếu gặp lỗi thì máy nó báo lỗi của nó lưu ở đây, kết quả nằm dưới này hết nhé. Ở dưới này này, cái IO là nó thông báo lỗi ở bên này nhé. Đó, đấy, bấm vào đây, nó chạy. Đấy, dòng tên bạn này, chạy dòng đầu tiên đấy. Bây giờ tôi ghi vào đây là Việt Hà, Enter. Đây mình báo là xin chào bạn Việt Hà, là thứ hai đây. Dạ, thế con nào, bây giờ sửa tôi làm sai nhé, giả sử tôi viết nhầm, tôi viết đây là p hoa à, trong tất cả các lệnh lõi của Python không có lệnh nào là có chữ đầu ở chữ p hoa. Tôi chạy thử nhé, sẽ máy báo lỗi nhé. Nhập tên bạn Bình, như vậy là dòng đầu tiên là vẫn qua đúng không, dòng đầu tiên là vẫn qua ngon lành vì nó không, đây chương trình thông dịch chạy từng lệnh một, khác hẳn với C và Pascal là phải nó mà dịch xong tất cả nó mới chạy, nhưng là phải tất cả không lỗi nó mới chạy. Còn đây là lệnh thứ ba, dòng thứ ba lỗi nó mới chạy dòng thứ hai nhé. Bình này đó, gõ enter này, ôi là dòng thứ hai là lỗi và
và nó lập tức là nó bôi đỏ cái dòng lỗi, và dòng lỗi hiện ra ở cái chỗ exception. Ở đây là mô tả chính xác là line 3, thấy không nào? Cái line 3 là cái vị trí lỗi, line 3 thấy không nào? Còn bạn nhìn mới vào. À không phải. Line 3 đâu rồi? Line 3 nhé. Và lỗi đây. Đây, lỗi là cái lỗi này, đây là tên của lỗi này. Và cái lỗi cụ thể là name print is not defined, là không có tên là tên là print chữ pi viết hoa cả. Bạn thấy không nào? Đấy, rất dễ dàng mà chúng ta sửa nhé. Chúng ta bấm vào đây và chúng ta xóa đi, chúng ta đổi thành chữ P. Chữ P. Và bấm. Đây là nút là đang dừng lại. Chúng ta bấm để hủy đi và chạy lại. Chạy lại nhé. Chạy lại. Đây, chạy lại. Tôi biết là Hoa đi. Xin chào bạn Hoa. Đúng rồi. Người đã hiểu chưa? Đấy, như vậy chúng ta mô tả một cái đơn giản, một cái chương trình nó nhỏ như vậy thôi, chúng ta thấy là cách chúng ta tạo ra một chương trình hoàn chỉnh, được chưa? Thì nếu chương trình này mà chúng ta mà làm từ đầu thì học sinh rất khó hiểu, nhưng mà bây giờ chúng ta làm chương trình này, chúng ta mô tả rất nhiều chữ này rồi thì học sinh rất là dễ hiểu thôi, đúng không ạ? Đấy nhé. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nhá. Thầy ơi, cho em hỏi ạ. Cho em hỏi đi. Ừ. Dạ, tại cái phần mà nem và green đó, tại sao mà dưới cuối cùng không có dấu chấm phẩy? Nó khác nhau chỗ nào ạ? À? Khác bách canh nè. À, thế này nhé. Dạ, à, tôi câu hỏi của bạn cũng được, cũng thú vị, thế được. À, ở trong Pascal và ở trong C thì quy định là mỗi một lệnh là kết thúc bởi chấm phẩy, đúng không nào? Chấm phẩy. Và chúng ta có thể viết nhiều lệnh trên một hàng. Trên một hàng. Được chưa? Đó là quy định chung của Pascal và C, và sau một lệnh bắt buộc phải dấu chấm phẩy, được chưa? Nhưng Python thì không còn như vậy. Python thì như sau này, Python thì là quy định mặc định nhé, mặc định là mỗi lệnh cứ trên một dòng và không cần dấu chấm phẩy, đó là mặc định. Python là chúng ta một trình có n lệnh thì là các lệnh đó được mô tả mỗi lệnh trên một dòng, n dòng và không cần là dấu chấm phẩy. Đã hiểu chưa? Đó chính là quy định của Python đấy, mà đây cũng là cái hay của Python, rất hay của Python nhé. Rồi, thế bây giờ nó thêm một chút này. Tuy nhiên là Python, mặc dù là Python quy định như vậy chung, nhưng mà Python vẫn cho phép chúng ta là gõ lệnh mà giống như là Pascal và C. Đấy, nhưng mà tôi khuyên các bạn là các bạn không nên dạy học sinh cái này và nên bỏ qua. Nên dạy học sinh ngay đầu là yêu cầu học sinh là gõ là mỗi lệnh là một dòng, được chưa? Chứ không còn nó luôn là Python là cho phép viết viết nhiều lệnh trên một dòng và viết lệnh nọ cách nhau một dấu chấm phẩy lệnh sau. Ví dụ này, A bằng 1 chấm phẩy, B bằng 1 máy vẫn chạy được như bình thường. Nên vậy đây là hai lệnh, A bằng 1, B bằng 1 là hai lệnh khác nhau và trên một hàng, và sau giữa hai lệnh có dấu chấm phẩy. Mặc dù là sau b chấm ba bằng một thì không có dấu phẩy ở đây, nhưng không có ở đây, chỉ có giữa hai cái này thôi đó. Nhưng mà cái này là cái ngoại lệ, cái này là cái mà Python cố tình đưa ra để cho người ta, về đâu cho những người mà là quen với C với Pascal rồi thì làm như vậy. Hoặc là cũng có thể là trong một số trường hợp mà lệnh nó ngắn quá ấy, thì có thể đưa lên một hàng cho nó ngắn lại thì cũng được. Nhưng mà nói chung về nguyên tắc chung cho cái chương trình của Python là không viết không dấu chấm phẩy, mà mỗi lệnh là trên một dòng. Các bạn đã hiểu chưa nhé? Thì đây là chính quy này làm cho cái chương trình Python nó rất là sáng sủa và nó không bị rườm rà như là C và Pascal. C Pascal thì không những mà cái rườm rà ở cái chỗ là lệnh có thể trên một hàng ngang, đơn giản là nhìn vào đây nhìn vào nó không hiểu cái gì cả, mà C với Pascal còn có một cái nhược điểm nữa là nó phải các cái block lệnh phải nằm trong cái begin end hoặc là trong giống ngoặc nhọn, mở ngoặc nhọn đóng ngoặc nhọn làm trong chương trình nó rất là khó. Còn cái đó các bạn sẽ thấy trong bài sau đấy, cho sẽ thấy là cái việc đó Python nó xử lý rất là ngon lành, rất là chuẩn luôn, làm cho chương trình viết trên Python rất là chuẩn, nó không nhìn vào, nó không dối như là nhìn vào chương trình của Pascal hay là của C nhé. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút nữa nhé, mà bắt đầu tìm hiểu sâu hơn một chút, cũng là các lệnh đơn giản thôi nhé. Mà chúng ta đã biết gì
là như vậy là làm Python là hỗ trợ cho bốn bốn kiểu dữ liệu cơ bản nhất là kiểu nguyên, kiểu số thực, kiểu logic, kiểu bool và kiểu và kiểu gì nhỉ, kiểu string, như kiểu string. Và nó có những cái hàm mà nó có những cái hàm mà dùng để chuyển đổi giữa những cái các kiểu dữ liệu khác nhau, float float à, đúng không, hay là kiểu bool em thưa thầy. Sao thầy vừa nói là float là số thực hay là số phức ạ? Số thực, số thực thực nhé, không có số phức đâu. Ừ. Dạ. Số phức tức là tiếng Anh là complex cơ. Còn float là float là số thực. Thật ra Python cũng hỗ trợ số phức nhưng mà chúng ta không cần dạy cái đó vì không cần thiết. Chúng ta thực ra bốn cái là bốn cái này này. Từ khi mình bốn cái dữ liệu lõi mà chúng ta cần dạy cho học sinh. Mà các bạn thấy là nó là nguyên, nó chỉ có một nguyên thôi. Thực nó chỉ có một thực thôi chứ không phải như là C với Pascal là lằng nhằng lắm, có nhiều loại số nguyên vừa byte với integer. Em thưa thầy, em cho em sao? Hỏi thầy. Em hỏi đi. Dạ, em hỏi cái số nguyên thầy. Ừ. Cái số nguyên nó có giới hạn lưu trữ đến cái số như thế nào không thầy ạ? Nó giống như Pascal là nó có giới hạn lưu trữ. Mình hiểu rồi. Về nguyên lý, nguyên tắc nó có giới hạn nhưng mà thực tế chúng ta dùng thì là gần như là vô giới hạn, nó sẽ chiếm hết bộ nhớ thì thôi, tùy theo cái nó là cái bản 32 bit là 64 bit, nó là tức là cái int, cái số nguyên này của thực của Python nó tương ứng về cái kiểu dữ liệu số nguyên lớn nhất của C hay là lớn nhất của Pascal có thể nhé. Nó làm đơn giản lắm, nó làm để cho người dùng nó dễ hiểu, nó đỡ phải lằng nhằng, được chưa? Số float cũng vậy, số float là số thực, nó cũng mà là nó lưu trữ số thực lớn nhất có thể, tương số thực lớn nhất của Pascal hay là của C, nó hầu như không hạn chế. Tất nhiên nó hạn chế bởi bộ nhớ rồi, chắc chắn rồi, nó không thể làm vượt quá cái vùng nhớ trước, nhưng mà là nó vô hạn rất lớn. Các bạn, nếu mà các bạn tra cứu kỹ, các bạn có thể tìm hiểu thêm, nhưng mà tôi không nhớ đâu, không chính xác là bao nhiêu, hình như nó là lớn lắm đấy phải, mình chả dùng đến bao giờ cả không để ý, nhưng mà là nó chỉ có một int thôi, không có cái khái niệm là giới hạn cái int đó, là không phải chia như là Pascal là byte là short int rồi là integer rồi còn long int là double cái gì, không có nhá, thầy không có, nó chỉ có một loại thôi, chuyện nó rất đơn giản, nó làm cho học sinh đỡ phải ngay đầu, nó đỡ phải hỏi han, đỡ phải phức tạp nhá. Chúng ta không cần nhắc đến cái chuyện đó, học sinh này là cần thay đổi lại là số nguyên, thực là thực, bool là bool và là swing là swing, được chưa? Thế nhé, chúng ta chú ý cái đó nhé. Dạ em cảm ơn. Bây giờ chúng ta đi tiếp nhá, bây giờ chúng ta đi tiếp sâu hơn một chút để chúng ta hình dung được nó là cái gì nhé. Đây, đấy. Bây giờ tôi mà tôi cho biết là cái hàm int là hàm có thể đổi từ các kiểu khác nhau từ sang số nguyên, cho nó là đổi là sâu. Vì chúng ta đổi như này, 1, 2, 3, 4 như này, nó sẽ đổi. Nó đổi sang gì? Nó đổi sang là số gì? Là 1, 2, 4, đúng không nào? Vì chúng ta thử đánh sang nó đổi không nhá. Chúng ta đổi 1, 2 cộng với 3, 4. Nó có tự động nhận biết rằng đây là một sâu, mà cho đó nó là một cái biểu thức toán học, nó nhận được không? Enter, lỗi, như vậy là nó không nhận. Như vậy là các cái hàm chuyển đổi số nó chỉ chuyển đổi số dạng trực tiếp thôi nhé, còn nó có cái biểu thức, nó có cái gì đó là nó không chuyển đổi được. Thì trường hợp mà nó làm cái biểu thức gì đó mà một số ký tự nó chứa biểu thức ấy, thì chúng ta phải qua một cái công việc xử lý khác, được chưa? Đó. Thì bây giờ tôi cùng các bạn ta thử nhá. Bây giờ ta thử str, thử đổi thì đổi cái số từ vị là 13 cộng 4 5 6 trừ 6 7, xem máy nó làm thế như nào nhá. Như vậy trường hợp này thì ta để phép
phép toán trong cái trường hợp này thì nó lại lại đổi được ngay, đổi ra cái này sang hai nó mới chuyển sang hai đúng không ạ? Còn đối với int thì nó không đổi được. Thì trường hợp là số nhá, trường hợp là một số ký tự là số chuyển sang int hoặc chuyển sang float thì nó không có cái hàm nữa, để tôi nói luôn, đó là cái hàm eval. Hàm eval là hàm sẽ đổi một cái sâu sang số mà cái sâu đó nó chứa một cái biểu thức, cái biểu thức đây. Yeah, tôi viết lại là 12 cộng với 45 trừ đi 67 đúng không? Vậy thì viết như này. Đóng nháy nó là một sâu. Sau sâu số đó nó là một biểu thức thì nó đổi được, đổi được là ra trừ 10. Tôi làm một cái hàm khác nhé. Như hàm Evan là cái hàm dùng để mà biến đổi một cái sâu là nó chứa các cái phức tạp hơn này, 12.56 này. 12.7 trừ đi 0.5 0.5 và lại mũ 3 như thế nhé. Đó, nó phức tạp hơn như này. Đấy. Thì nó sẽ đổi được ngay. Đó, thì đó là hàm eval. Được chưa? Hàm eval còn có hay nữa là gì? Là trong cái biểu thức logic đó mà nó có dấu phẩy, hai biểu thức trong dấu phẩy thì nó lại đổi được nữa. Đây, eval. Vì biểu thức của chúng ta là như này, nó ví dụ như là 12.67, nó là hai số trong một cái dãy như thế này, 12.67 nhé. Đấy, thì enter nó sẽ trả lại là 12 và 67, thấy không nào? Tôi viết thêm một cái hàm khác nhé, viết thêm một cái khác, ví dụ như là 12 trừ đi 3 trừ đi 2 đúng không, nhân với 4 phẩy đúng không, 45 trừ đi 5 chia cho 2. Đấy, như thế đúng không? Đây là một sâu nhé mà nó chứa hai số, thậm chí là chứa từng mô tả chứa ba số, số thứ ba là 45 đi trừ 10 đi. Đấy, như vậy là một cái sâu ký tự nhưng mà nó chứa ba số cách nhau bởi dấu phẩy thì hàm eval nó trả về là ba số luôn, nó trả về ba số đó, các bạn thấy nhá. Như vậy là cái hàm eval là cái hàm rất là hay. Bây giờ nó chứa thành mà hai số như này, cho nên chúng ta có thể thì chúng ta có thể đưa được vào hai số ngay. Thì bây giờ tôi nói sang cái tiếp theo, một cái ứng dụng khác của lệnh eval là trong Python nó cho phép gán như thế này. Đây, các bạn chú ý nhé. Tôi có thể gán là a bằng 1 được không? Được. Tôi gán là a bằng b bằng 1 được không? Được không? Được. Nhưng mà tôi gán là a bằng 1 phẩy b bằng 2, n bằng 2, là lỗi nhé, cái này là lỗi nhé. Nhưng mà cái này được này, a phẩy b bằng 1.2 thì được. Đó. Thì cái này này, cái lệnh này là lệnh gán đồng thời gán là nhiều số ở bên phải, nhiều giá trị bên phải cách nhau bởi dấu phẩy thì bên này cũng như thế, nhiều số cách nhau bởi dấu phẩy nhé. Ví dụ là n phẩy s gán bằng 13 phẩy Hà Nội. Vậy bên phải của tôi là có hai giá trị, một giá trị đầu tiên là một số nguyên, giá trị thứ hai là một sâu, được chưa? Gán không, gán ngon lành, gán xong n chính là 13 và s chính là Hà Nội. Nhưng nó có thể gán nhiều hơn, m phẩy n phẩy p bằng 1.2.3. đây, thấy không nào? Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ gán nhé. Đây, chúng ta gán là n phẩy m, chúng ta gán là eval là 12.767. đây. Như vậy là cái eval là cái hàm nó biến đổi một cái sâu. Sau này nó có nhiều số nhé, thì nó gán vào thành hai số và nó gán trực tiếp luôn cho nm ở đây bên này đó, thấy không nào? Enter nhé, hãy biến là n này, n bằng 12 và m bằng 67, thấy không nào? Đó, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập, chúng ta sẽ làm mẫu bây giờ nhé. Với cái này chúng ta sẽ làm như này, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ viết chương trình nhập từ bàn phím hai số cách nhau bởi dấu phẩy
và in ra tổng hai số đó. Tăng được không? Đây, bây giờ tôi niêm chương trình mới nhé, chương trình thứ hai. Đây là bài đầu tiên này, chương trình thứ hai nhé. Chương trình thứ hai là chương trình bài số 2 là sẽ nhập từ bàn phím hai số nm cách nhau bởi dấu phẩy và số này in ra tổng nhé, tổng hai số. Có làm được không? Bây giờ làm cái này rất đơn giản, chúng ta là học cách vậy rồi nhé. Bây giờ làm này, ta làm như sau này, chúng ta làm đây, chúng ta dùng lệnh này này, lệnh này này đó nhé, chúng ta làm như sau nhé. À đúng rồi, tôi thôi được, chúng ta phải làm cái lệnh là nhập một số trước, nhập hai số sau. Thôi được, tôi làm ngược tí nhé. Như bài số 2 sẽ là nhập hai số, bài số 3 sẽ là nhập một số nhé, không sao cả, chúng ta hai việc giống nhau mà. Rồi tôi biết là n này phẩy m bằng float, tôi xin lỗi float mà là evan, biến đổi luôn này input. Đấy, input nhé, nhập hai số m n phẩy m. Các nhau bởi dấu phẩy rồi đúng không nào? Đó. Ở đây là cái hàm mà để nhập hai số vào. Khi nhập hai số vào đây thì nhớ lại, khi nhập hai số thì máy sẽ nhập vào là một sâu là gồm có hai số cách nhau bởi dấu phẩy, vì ta nhập dấu phẩy mà. Sau ta dùng hàm evan để đổi sang và ta chuyển được vào hai số này luôn. Đấy. Và sau ta tập print. Hai số là hai chấm một phẩy m cộng n, để chúng ta có thể tính luôn. Lệnh print có in ở chỗ ra như thế này. Đó. Đây là hàm thứ hai nhé. Đây là bài hai ngày hôm nay. Bài hai là phải nhập một số trước mới được. Tôi làm đây này, nhập hai số. Xong rồi bài ba là nhập một số nhé. Thì tôi làm cho chạy thử này, chạy thử cho bạn xem nhé. Này chị đúng không? Để thử nhé. Đây, nhập hàm số MN này. Tôi gọi như là 12,78, hai số 28. Enter thì báo ra tổng hàm số là 90 đây, chính là cái này đây. Tổng hàm số chính là 90. Trở lại lần 2 nhé. Tổng là 1,1. Tổng hàm số là 2. Đó. Thế không nào, như các bạn thấy là chỗ này là chú ý nhá, là có cái hàm evan này, là cái về tại vì nó là vì cái hàm input là cái hàm mà chúng ta nhập vào bằng sâu, cho nên là muốn đổi sang số chúng ta sẽ phải dùng hàm evan. Nếu mà nó một số thôi thì là đổi bằng lệnh in. Bây giờ làm lại bài số 3. Bài số 3 là tôi nhập vào một số và in ra số đó thôi nhé. Bài số 3 là bài là nhập một số nguyên. Đấy, đơn giản nhé. Như sau này, n bằng này in, cái này là rất hay dùng luôn này, input. Hầu như các bạn dở quyển sách nào về Python ra thì hầu như đây là cái bài đầu tiên. Bài đây là bài số 2, sau cái bài là in ra cái gì đó. Nhập một số nguyên. Đợi tôi một chút, tôi có điện thoại. Chưa hoàn thiện. Mà cái nhà dưới đây cũng muốn một không thôi.
Được chưa? Rồi. Sau đó in ra. In ra là print. Print. Số bạn. Số bạn. Số bạn đã nhập là. Đã nhập là. Đúng không? Đã nhập là. N. Đấy, thế thôi nhé. Bài này như này này. Đấy. Đi ra đây là bài 3. Bài 3. Được chưa? Rồi bây giờ tôi chạy thử nhá. Đấy, tôi nhập vào ví dụ như là 23 chẳng hạn thì máy báo là số bạn nhập là 23. Được chưa? Thế như vậy chúng ta phải có lệnh là chuyển đổi lệnh in. Nhắc lại là vì là input là cái lệnh mà nhập vào từ bàn phím là luôn trả lại giá trị là sâu ký tự. Chúng ta muốn đổi sang số chúng ta phải dùng là một số thì chúng ta dùng lại là in, hàm in. Nếu mà là có nhiều số hay là nó là biểu nhập vào biểu thức thì chúng ta chuyển đổi ra là gì? Chuyển đổi ra dồn hàm in. Mua đi ông, mua cho cái bạc ai đéo vàng, cái chỉ còn là đéo vàng. Bạn nào mà tắt âm thanh đi nhá. Được chưa? Đúng rồi. Rồi thế bây giờ tôi nói thêm về cái hàm print. Hàm nghĩa là hàm print là hàm in ra. Hàm in ra cái in ra màn hình output chuẩn, màn hình hướng chuẩn thì hàm print nó có dạng như này, nó có dạng là print. Print. Sau print là có thể có nhiều cái tham biến giá trị. Tham biến có thể là A.B.C đúng không? A.C trên một cái hàng C như thế này. Đấy. Và có thể nhiều hơn nữa tùy. Đấy, đó là cái hàm print. Thì cái hàm print này là cái hàm mà ngoài cái ngoài các cái tham biến in ra thì nó còn thêm các cái tham số lựa chọn, các lựa chọn điều khiển của lệnh in nữa. Thì đây tôi mô tả các bạn hai tham số rất quan trọng nhé. Thì cái tham số thứ nhất là tham số như sau, là cái tham số là nó mô tả là cái này, là cái này, để xin tôi xin nói nhé, cái này tôi phải mô tả trên trên chương trình thì nó dễ hiểu hơn, là tham số là đây tôi cũng nói luôn các bạn là cách mà chúng ta có thể tìm hiểu một cái lệnh nào đó ở ngay trên cái lệnh lõi ở ngay trên màn hình của Python, chúng ta dùng như sau. Chúng ta bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu cái lệnh print, à, lệnh mà tôi muốn tìm hiểu xem nó gồm có những tính năng gì, nó gồm có những cái pháp là như thế nào, thì chúng ta dùng cái lệnh là help trợ giúp, chúng ta mở ngoặc, chúng ta gõ lệnh đó. Đó, chúng ta gõ lệnh thì lệnh này nó sẽ hiển thị ra một cái dòng chữ bằng tiếng Anh mô tả cách sử dụng cái hàm print này chưa. Đấy, chúng ta enter này, thấy nó ra này. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn, đây chính là cái phần mà tôi muốn nói các bạn. Phần đầu, phần sau tôi không gọi phần đầu. Như vậy đây là cú pháp mà của lệnh print mà tôi muốn cho các bạn xem. Đây. Đây này. Đóng ngoặc nhá, lệnh print này. Như này. Nó là gồm các có thể có nhiều giá trị, và nó bên cạnh đó là sau cùng nó có hai cái tham biến rất quan trọng, là tham biến là separator và tham biến là end. Là cái gì? Đấy, thì cái separator đây là cái tự giống này, đây là cái tự mà được chèn vào giữa những cái giá trị này, giá trị in ra. Vì tôi in là print AB thì giữa AB là cái gì? Thì giữa AB mang định là dấu cách rất là chuẩn, cho nên là cái đây là một cái tham biến mà chúng ta có thể không dùng đến, bỏ qua. Đấy, nhưng tham biến này là quan trọng. Tham biến này, tham biến là mô tả là khi kết thúc một lệnh in thì nó xử lý như nào. Thì kết thúc lệnh in thì mặc định nó là cái dấu này, đây là cái dấu mà đây là dấu mô tả là xuống dòng mặc định. Nhưng mà là khi in một lệnh xong print nó sẽ xuống dòng nhé. Đấy, thế bây giờ chúng ta dùng hai cái này, chúng ta làm thử một vài ví dụ, chúng ta vào chương trình đi, chúng ta sang bài 4 để mô tả thêm một vài cái mô tả thêm một vài cái chức năng của lệnh print nhé. Đấy, chúng ta mô tả thêm tìm hiểu thêm của lệnh print nhé. Đây, để tôi lấy ví dụ nhé. Tôi viết này, print này.
Prin này, Prin này, Hà Nội này, xong xuống xong lại Prin nữa, lại Prin nữa, tin như Việt Nam, Việt Nam. Thì kiểm tra xem nó là cái gì. Đây bài này là cái bài, đây là cái bài, đây là bài 4 nhé, bài 4. Đây. Nhìn này. Nhìn là Hà Nội Việt Nam, tức là in xong chữ Hà Nội ra mền chuẩn ra xuống dòng. Và dòng thứ hai là pin Việt Nam là nó không xuống dòng, là nó xuống dòng đây. Như vậy in Việt Nam là nó xuống dòng. Được chưa? Đó. Vì sao xuống dòng? Bởi vì cái này chính là vì đây nó có cái tham số mặc định là n bằng cái này. Bây giờ tôi sửa lại này. Bây giờ tôi mới sửa lại chỗ này là Hà Nội này, phẩy n bằng. Đó. Thì bây giờ cái lệnh này nhé, in chữ Hà Nội. Sau đó là nó kết thúc bằng cái tự này và nó không xuống dòng nữa, bởi vì là nước xuống dòng thì nó phải có cái dấu này cơ, nó phải có cái dấu dấu này này nó xuống dòng này. Đó. Còn bây giờ nó không có thì xuống dòng như vậy. Thì in ra thế này này. Chạy thử nhá. Là cái gì? Thì nó in ra là trên một hàng ngang đấy, trên một hàng ngang. Thấy không nào? Hà Nội này. Hà Nội đây nhá. Sau đó là n là cái dấu là cái dấu là dấu này, là dấu cách so với Việt Nam ở đây. Đó, các bạn có thấy không nào? Đấy. Các bạn có thấy là như thế nhá. Thế bây giờ tôi mới áp dụng cái này và tôi sẽ làm một vài cái bài tập để cho ta hình dung thôi. Ví dụ tôi muốn in ra nhiều cái tên mà tôi muốn là in ra trên một hàng ngang chẳng hạn nhé. Vì tôi lưu cái bài mẫu ra nữa, tôi làm ra cái bài số 5 nhé, là in nhiều giá trị trên một hàng. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ này, bây giờ tôi giả sử tôi sẽ nhập vào từ bàn phím là năm số thì tôi làm như nào? Tôi lấy ví dụ nhé. Đây, tôi viết này là A1, A2, A3, A4, A5 nhé. Bằng. Đấy, các bạn thấy. Evan Input Nhập 5 số cách nhau bởi dấu cách dấu phẩy nhé, chứ không phải dấu cách nhá, dấu phẩy. Rồi đó, đây là in ra này. Sao tôi in ra này? Tôi in ra nhé, tôi in ra này. À, đây có thêm dấu cách nhé. Rồi tôi in ra nhé, tôi in là print này. Vì tôi muốn in ra là A1 này, đúng không? In ra trên một hàng ngang thì tôi muốn ra A1 này, cho tôi viết A1 này, xong phải này n bằng. Đấy, tôi muốn in ra trên một hàng ngang thì nó phải như thế này nhé. Sau đó tôi lại print A2, đúng không? N bằng. Rồi, sau đó là print. Tôi có một tí nhé. Chúng ta in 5 số mà. Chúng ta copy về lấy 5 dòng luôn. Copy cho nó nhanh nhé. Copy vô tư. Đấy, copy nhé. Nhiều quá. Đây là A1, A2 này. Đây là A3 này. Đây là A4 này. Đây là A5 này. Đấy, A5. Xóa cái này đi. Đó. Đây là bài số... bài 5 nhé. Rồi, bây giờ tôi mà chạy thử nhé. Đấy, nhận in này. 1, 2, 3, 4, 5. In ra 5 số. Máy sẽ in ra là 2, 4, 5 trên 1 hàng ngang. Đấy, bạn thấy không nào? Vì từ đây có cái dấu N này bằng này. Đấy. Nhưng ta bỏ cái N đi, nó in trên 1 hàng dọc. Mặc định là khi là print thì nó in ra xong nó sẽ xuống dòng. Khi chúng ta đưa vào cái n nó vào thì nó sẽ n bằng dấu cách thì máy nó sẽ in trên một hàng ngang. Đây là cái mà chúng ta dùng rất nhiều trong sau này khi chúng ta làm các bài tập khác nhau đấy. Cần in ra một cái ma trận, cần in ra một cái bảng số thì khi nào xuống dòng, khi nào không xuống dòng thì chúng ta
chú ý đến chỗ này. Thì ở đây là cái chỗ mà hơi khó một chút của cái hàm prim, chúng ta chú ý nhé. Vậy là hàm prim là cái hàm mà mặc định khi in ra các số xong thì nó sẽ xuống dòng, nhưng mà chúng ta vẫn có thể là sử dụng các cái lựa chọn khác, như lựa chọn end chẳng hạn, thì nó sẽ không xuống dòng. Đó. Thì tại đây chúng ta có rất nhiều bài tập khác chúng ta có thể mô tả, vì chúng ta có thể các bài tập là in ra một cái bài thơ trên số dòng, chúng ta có thể dùng các lệnh in ra một cái bài thơ. Đó. Ví dụ như thế nhá. Đó, thì hôm nay là cái bài thực ra là hôm nay tôi cố định này tôi đi chậm, chứ còn đúng là cần phải đi nhanh hơn, nhưng mà thôi được, hôm nay là rồi, cho giờ phút này là gần như là tôi đã nói xong cho các bạn là chương 1 và chương 2, thậm chí sang cả phần chương 3. Đây tôi xem hôm nay dạy tới đâu nhé. Hôm nay là sang được một phần của chương 3 rồi đấy, một nửa của chương 3. Vậy là hôm nay là đặt yêu cầu là nói được khá nhiều. Bây giờ trước khi kết thúc buổi đầu tiên, mặc dù rất đơn giản thôi, thì tôi nói với các bạn về cái khái niệm rất quan trọng, là khái niệm là namespace là cách mà Python quản lý các cái biến nhớ. Vì sao mà chúng ta gõ là a bằng 1, sau đó là a bằng 12.5 ngay mà máy nó không có lỗi gì cả? Tại sao lại có thể là một biến nhớ lại lúc trước là số nguyên, sau lúc sau là số thực? Đấy, thì chúng ta phải hiểu cách quản lý của cách quản lý các biến nhớ của Python. Thì đây tôi cho các bạn xem cái sơ đồ này nhé. Đây này, thì mà Python là quản lý các cái biến nhớ ở trong cái ứng dụng của nó, là nó quản lý trong cái vùng riêng, nó gọi là namespace. Trong namespace thì chúng ta chú ý là nó có hai khái niệm. Một bên là các cái name, như vậy tất cả các cái biến nhớ đấy là nó lưu trong một chỗ, nó lưu ở trong cái khu không gian riêng, nó là các name. Và một bên nữa là các cái object. Thật ra là cái nó thêm này, thật ra object là cái gì? Python là cái phần mềm là hướng đối tượng hoàn toàn, và nó quản lý tất cả các đối tượng một cách rất là chặt chẽ. Và ở bên này là các cái name. Khi chúng ta gõ lệnh là a bằng 1 chẳng hạn, a bằng 1 nhé, thì máy tức vào máy hiệu a, nó kiểm tra xem a là có thỏa mãn, có đúng cái định danh không, có thỏa mãn cái định danh không. Nếu mà thỏa mãn thì nó đưa a vào đây, và nó lại quản lý tiếp lại a bằng 1. À, như vậy một là một đối tượng, là một số nguyên, mà số nguyên đó là Python quản lý rất chặt chẽ, là một object kiểu int, và nó trỏ a gán sang object là số 1. Đây, nó trỏ sang như này. Thì như vậy là về bản chất mà nói, bản chất khi ta có a bằng 1 thì máy sẽ hiểu là a, nó hiểu đây là như là một cái a 1 là nó là một cái con trỏ, a là con trỏ trỏ sang đối tượng là số 1. Như vậy là bản chất tất cả những cái biến nhớ trong Python đều là con trỏ hết. Nhưng mà nó lại không dưới dạng không, nhưng mà không phải con trỏ như là của Pascal hay là của C. Con trỏ của Pascal, của C là phải là cấp bộ nhớ, xong nó trỏ đến vùng bộ nhớ, thế này thì không có. Nhé. Ở trong Python nó không có khái niệm là cấp bộ nhớ cho một cái biến nhớ. Ở trong Pascal chẳng hạn, khi tôi viết là n bằng 2 là gì? Tôi phải khai báo kiểu trước là n là số nguyên, xong tôi khai báo n bằng 2 thì máy sẽ tạo ra một vùng bộ nhớ trong bộ nhớ, và bộ nhớ đó là máy quyết định trước là bộ nhớ này là lưu số nguyên, và n đặt tên là n, và nó lưu số 2. Cái biến n là số 2. N hay tính bằng 2 ạ? N bằng 2. Nhá. Đó thì là đó là trong Pascal. Thì như vậy khi tính n bằng 2 là máy tính là cấp phát một cái vùng bộ nhớ cho cái biến n và đặt vào cái vùng bộ nhớ đó là số 2.
trường hợp là n là con trỏ thì nó phải cấp một vùng nhớ cho n và chỉ vào vùng số 2. Nhưng mà trong Python thì hoàn toàn không như vậy. Trong Python là như thế này. Trong Python là cái số 2 là số mà cái số 2 là một đối tượng mà phần mềm đã kiểm soát rồi. Số 2 đây, số 2 đây nhé. Số 2. Khi tôi biết là type của 2, các bạn biết type của 2. Biết type của 2 là máy báo luôn. Máy báo luôn là một kiểu là một lớp dữ liệu integer rồi. Như vậy 2 là một đối tượng của một lớp dữ liệu là int. Các bạn đã hiểu chưa? Nhưng ai mà hiểu sâu hơn về 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 lớp ấy thì thấy là như vậy là Python đã kiểm soát tất cả các đối tượng này là rất chặt chẽ rồi, và các cái name này nó chỉ là con trỏ chỉ sang bên này. Cho nên lúc này ta cứ đặt y bằng 1, tức là y là số nguyên. Ăn nữa y là bằng y 1.5 thì nó y là số thực. Chẳng qua thì đổi con trỏ thôi, đổi con trỏ thôi. Cho nên rất là dễ hiểu. Cho nên đây chính là cái khái niệm là cái cách mà Python quản lý định danh của mình rất là hay các bạn ạ, rất là hay đấy. Cái này là cái mà mới mà thoáng qua mà đọc ấy, mà đọc thì nhiều người có thể là phản đối và thế này nó không chặt chẽ. Rất nhiều người là phản đối đấy, là phải làm như là Pascal, phải làm như C thì không chặt chẽ chứ, đúng không ạ? Còn thế này lòng lẻo này học sinh sao mà hiểu được, khó hiểu lắm. Lúc biến n này lúc thì là 5, ở trên 5, lúc rưỡi thì là 5.1, lúc nữa thì nó là gì, là true false, thế thì đâu còn chặt chẽ nữa. À, thế đó là cái tư duy của những người cũ rồi. À, nhưng mà mới nó phải là như thế này. Cho thêm các bạn chút về lịch sử nhé. Cái Python là ngôn ngữ nó ra đời từ những năm 90 của thế kỷ trước. Những năm 90 của thế kỷ trước là cái năm mà Pascal đang lên ngôi là số 1 thế giới. Sau đó là C cũng lên ngôi. Pascal và C từng là ngôn ngữ được khen là chặt chẽ nhất và là giáo dục nhất, áp dụng cho các lớp, cho các cái trường học, môi trường giáo dục là tốt nhất vì nó rất là chặt chẽ, khoa học. Được chưa? Thì đúng thời kỳ đó là như vậy, cái thời kỳ mà năm 90, năm 2000 thì đúng là như vậy, đúng như vậy. Và thời kỳ đó thì cái tư duy của Python như thế này này là tư duy là nó hơi vượt quá thời đại và người ta không dùng Python. Chính vậy Python có dùng đâu, Python ra đời năm 90 mà không ai dùng cả, dùng lặng lẽ cho cộng đồng thôi. Mà phải gần đây nó phát triển, gần đây Internet, khi Internet phát triển, khi mà cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển, khi mà xử lý số lớn phát triển, khi mà các cái ứng dụng Internet đi vào ngõ ngách, đi vào từng điện thoại một, lúc bây giờ ta thấy là cần cái sự lỏng lẻo, mà tôi nói lúc nãy đấy, cần sự linh hoạt. Ai cũng phải cần học, ai cũng phải học lập trình, ai cũng phải điều khiển được người đồng máy tính. À, thì lúc bây giờ cái chặt chẽ rất là cái hay của C và của Pascal thì nó trở thành lạc hậu, và lúc bây giờ Python cũng lên ngôi. Đấy, các bạn thấy như vậy tất cả nó đều xảy ra một cách lịch sử, nó rất là khoa học. À, chúng ta nhớ lại, nếu các bạn nào không biết, là các bạn nào đã biết cái ngôn ngữ lập trình Scratch chưa nhỉ? Thì ngôn ngữ lập trình Scratch là cái ngôn ngữ mà giống như Python, là chúng ta có thể không cần định nghĩa số, không cần định nghĩa biến, ta đặt là được ngay, đặt a bằng 1 là số nguyên, sau a bằng 0.5 a là số thực. Như vậy là cái tư tưởng của cái ngôn ngữ của cái Scratch ấy, nó là giống hệt Python luôn, giống hệt luôn. Còn thật ra là cái Python là nó ra đời cùng năm với sau một thời gian so với cái ngôn ngữ logo, cái ông tác giả nghĩ ra cái logo là cái ông lần đầu tiên nghĩ ra là một ngôn lập trình đơn giản để dạy cho học sinh. Thì logo nó có một thời kỳ rất là phát triển, nhưng mà ở khu vực rất là hẹp và nhỏ cho học sinh. Thì cái Scratch và Python là nó đều phát triển dựa trên cái logo, tư tưởng của logo hết. Và tư tưởng nó là tư tưởng rất là thoáng, và như các bạn thấy đấy, là hiện nay ngôn ngữ Scratch và ngôn ngữ logo, ngôn ngữ Python nó đi với nhau rất là chặt chẽ luôn. Cảm giác như ở đâu có logo thì ở đâu có Python, ở đó có ngôn ngữ trực quan Scratch, ở đâu có Scratch thì ở đó có Python. Chính như vậy mà hiện nay là bộ dụng chương trình mới của bộ là đưa Scratch vào dạy từ lớp 3 đến lên lớp 9, còn Python từ lớp 10 đến lớp 12, là tôi thấy rất là hợp lý luôn.
bạn thấy là điều khiển robot bây giờ, robot bây giờ là điều khiển robot giáo dục ấy, là hoặc điều khiển bằng Scratch hoặc điều khiển bằng 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 Python, truyền rất là sâu sắc, rất sâu sắc luôn. Cho nên cái này là cái rất quan trọng. Cái này các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ làm được rất nhiều thứ ở cái bảng này nhé, cái bảng này. Mọi người hiểu chưa? Thực ra cái này thì sau này chúng ta còn quay lại rất nhiều với cái namespace này, quay lại cực kỳ nhiều luôn. Thì nhưng mà chúng ta nhớ hôm nay là buổi đầu tiên thì tôi nói sơ qua như vậy thôi. Tức là giải thích là vì sao Python lại quản lý lỏng lẻo như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì Python nó quản lý các đối tượng rất chặt chẽ rồi. Tất cả các đối tượng dữ liệu chính của Python đều là class, đều là lập trình hướng đối tượng hết, và quản lý rất chặt chẽ từng đối tượng một. Cho nên là khi mà chúng ta gán lệnh gán chẳng qua là trỏ một cái tên sang đối tượng mà thôi. Đó. Nó khác hẳn với C. Với C và Pascal thì nó quản lý đối tượng lỏng lẻo và quản lý tên chặt. À, thì nó khác. Còn cái anh này là quản lý đối tượng chặt và quản lý tên lỏng lẻo, thì cái này mới là cái mà hiện đại. Cái này mới là cái mà là cái mới, xu thế mới, như các bạn có hình dung được không? Thành như là mới. Đó thì đó là cái namespace, là cái mô hình quản lý các biến nhớ hay quản lý các cái tên. Tên. Ở đây là biến nhớ này, tên hàm này, tên class này, đó là nó là các cái name. Thì các cái name nó đều là cái mà để trỏ sang các đối tượng mà phần mềm quản lý nhé. Các bạn có hiểu không nào nhé? Thầy ơi, em thưa thầy ạ. Ừ. Thầy có thể nói thêm cho bọn em hiểu thêm về cái ứng dụng của cái lập trình Python hiện nay ạ, nó ứng dụng vào trong cái lĩnh vực ngành nghề nào, để cho bọn em có thể hiểu thêm về cái ngôn ngữ hiện đại hiện nay thế ạ. Thì mình sẽ nói, nhưng bây giờ là buổi đầu tiên thì nói sớm thế. Thế ạ, vâng. Học nó còn lâu mà. Vâng. Yeah, hôm nay là ITER. Còn có thể nói thêm một câu, nhưng bây giờ nói thế này là các bạn đã hiểu này. Hiện nay trong giới khoa học và giáo dục và internet, ba cái anh đó thì lập trình Python là chiếm là đại đa số luôn, đại đa số. Nhất là trong lĩnh vực xử lý số lớn. Vì nó rất là dễ dàng như vậy mà. Nhưng mà nó thế thôi, nhưng mà thực chất thì rất nhiều những cái ứng dụng mà ở trên mạng hay là các cái nhà khoa học họ làm, họ đều làm bằng đồng thời làm bằng hai ba ngôn ngữ cả. Có thể là nó có giao diện, nó là giao diện để cho người lập trình Python, có giao diện để cho người lập trình C, có giao diện để cho lập trình trên gì đó khác. Hay ví dụ hay là cũng khác như là Java hay là JavaScript cũng dùng rất nhiều, nhưng ở trong ứng dụng mà văn phòng hay là ứng dụng internet thôi, truyền thông thôi. Còn về mặt khoa học, IoT chẳng hạn, khoa học lĩnh vực nghiên cứu số lớn chẳng hạn, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chẳng hạn, thì phần lớn là Python. Vì Python là cái ngôn ngữ mà nó là cái ngôn ngữ mà gọi là gì, là mã nguồn mở, mà nó cho phép tất cả cộng đồng cùng xuống vào cùng phát triển. Và tất cả mọi người đều có thể phát triển nếu đưa vào đến các cái thư viện, trên cái thư viện hay cái thư viện của Python là nhiều nhất có thể. Các bạn mà biết tiếng Anh thì các bạn lên mạng các bạn tra cứu thì đủ hết tất cả các tài liệu về Python. Vì bản thân tôi đã tra cứu và tôi copy vào máy tính, cho copy chơi thôi, copy về nhà tôi là gần 100 cái cuốn sách về Python cơ bản. Thực ra cuốn Python cơ bản này là tôi cũng đọc rất nhiều sách và sau đó tôi tìm một cuốn sách và thấy nó ná giống viết giống như thế này, mà tôi cũng thật đã viết theo cái style của nó. Tức là cái hiện nay là theo tôi biết là sách dạy Python cơ bản ấy là trong các tác giả khác nhau thì nó cũng chia làm hai trường phái. Tôi thấy đấy, hai trường phái. Một trường phái là dạy Python giống như là dạy C với Pascal, là đưa ra lập trình luôn. Đầu tiên là print welcome, xong là lệnh thứ hai là input, xong là mô tả lệnh luôn, không hề đưa lên màn hình, không hề đưa vào sách cái giao diện là shell, Python shell. Còn một cái trường phái thứ hai là dạy hoàn toàn trên Python shell trước, sau đó mới dạy sang phần lập trình. Thì tôi thấy cái phương án là cái trường phái hai hay hơn rất nhiều lần, và tôi đã viết cuốn sách này theo đúng cái cách đó, theo đúng cách là tôi
dạy là các bạn thấy hoàn toàn là mô tả là trên, hầu hết là trên kia, trên kia cái Python Shell. Và tôi cảm giác là dạy Python Shell thật thật nhiều đi thì chuyển sang dạy lập trình dễ hẳn luôn, là các bạn dạy thẳng lập trình khó rất là nhiều lần. Mà tôi cảm giác từ xưa nay là người ta dạy dạy C, Pascal thì sao học sinh nó khó hiểu là bởi vì dạy thẳng và lập trình luôn. Và C và Pascal không có cái shell như vậy, không có cái màn hình tương tác như vậy nhá. Đấy. Mà là cái cuốn này là tôi biết là theo trường phái thứ hai, mà theo tôi biết hiện nay là tất cả các sách giáo khoa của các bộ sách giáo khoa của các nhà xuất bản giáo dục Việt Nam viết ấy đều không theo trường phái này hết, đều theo trường phái là cổ điển, tức là dạy theo đúng lập trình. Hôm nay lệnh, hôm nay học lệnh print, sau đó lệnh gán, thì đều tất cả đều mô tả trên cái màn hình là giao diện là lập trình hết, chứ không mô tả trên giao diện là shell, Python shell. Thế thôi, nhưng mà chúng ta nghỉ ở đây nhá, buổi đầu tiên nhá. Thầy, cho em hỏi với thầy. Tại vì giáo viên mình cứ hay dạy theo cái kiểu lập trình kia, bởi vì dạy cho học sinh giỏi phải mô tả cái thuật toán ấy. Thì theo thầy thì cái Python này có phù hợp cho dạy học sinh giỏi không thầy? Phù hợp hay không ạ? Theo tôi là dạy Python cho học sinh giỏi phù hợp hơn gấp 100 lần so với C cộng cộng. Nhưng mà liệu tốc độ xử lý nó chậm hơn không ạ? Chậm hơn nhưng không sao, chậm hơn. Đúng thế, thằng này vì đang thông lịch nó chậm hơn. Nhưng mà thầy đã biết rằng là năm nay là năm mà cuộc thi tin học trẻ toàn quốc là cho phép là học sinh lập trình Python rồi. Từ sang năm là thi học sinh giỏi toàn quốc là cho phép Python. Từ sang năm thì là cái cuộc thi tin học quốc tế cũng cho phép Python rồi. Thì đối với Python thì bao giờ người ta cũng cho phép là các cái test ấy là được tăng thời gian lên so với C. Ví dụ là một cái test này là C là đòi hỏi là 1 giây thì Python cho phép là 2 giây hoặc 2.5 giây. Vì nó chậm hơn mà không sao cả. Nhưng mà dạy thuật toán bằng Python thì theo tôi là thích hơn rất nhiều lần so với dùng C. Mình cũng dùng Python Shell mình mô tả những cái câu lệnh. Không. Python Shell chỉ dùng thời gian đầu thôi các bạn ạ. Vâng. Thời gian đầu thôi, còn sau này khi vào sâu rồi thì đến lúc đó rồi thì chúng ta sẽ dùng hoàn toàn trên lập trình hết, không quay lại Python Shell nữa. Nhưng mà trong phạm vi của sách này thì vẫn là Shell là chính, Python Shell. Nhưng khi thoát khỏi cái bộ của sách này sang phần lập trình nâng cao, lập trình thuật toán chẳng hạn, thì ta dùng hoàn toàn lập trình hết. Thì nó luôn lập trình trên lập trình thuật toán trên Python Shell, theo tôi, cảm giác cá nhân tôi là dễ hơn gấp hàng trăm lần so với dạy thuật toán bằng Pascal hay bằng C. Trăm lần luôn chứ không phải ít lần đâu. Tại em thấy thứ nhất là về dữ liệu, cái độ lớn dữ liệu. Cái thứ hai nữa là một số cái phép toán, ví dụ đơn giản cái phép lũy thừa mà lập trình bằng Pascal và cũng teo. Ở đây nó hỗ trợ. Cái thằng Pascal nó có phải, thằng C nó có phải chú ý là số này là số kia, long in gì, thằng này nó chả cần mốc in chấm hết. Chả cần mà chờ khai báo, gõ là A12 thế là xong, chả cần phải lo lắng cái gì cả nữa. Đâu mà nó rất thuận tiện. Lập trình của nó mặc dù nó rất lỏng lẻo nhá, nhưng mà nó vô cùng chặt chẽ luôn, là các bạn sẽ thấy trong buổi sau, vô cùng chặt chẽ. Vâng, cảm ơn thầy. Mà là sáng sủa đấy nhá. Thôi nhá, chúng ta nghỉ nhá. Sao? Hai hỏi gì nữa không? Nếu như cả cái bộ tẻ như thế thì khi mà mình đưa vào phần mềm thêm bit chậm thì lập trình bên này có chậm được không hả thầy? Nó đầu ra đầu vào y hệt như thằng C Pascal chẳng khác một tí nào cả, giống hệt luôn nhá. Như vậy là học sinh làm thêm làm Python này là vẫn chậm thêm ít được rồi thầy? Đúng thế. Rồi, nó chuẩn đầu ra đầu vào là như vậy, mà chuẩn đầu ra đầu vào là giống hệt thằng C và Pascal, chỉ khác là cách lập trình cụ thể thôi nhá. Tức là cái người lập trình C mà nó biết chuẩn thì cũng đẹp, nhưng đẹp như vậy có ai biết chuẩn đâu. Tôi khẳng định là nhìn vào trình chi là người ngoài nhìn vào là không hiểu cái gì cả, vì nó cứ đóng ngoặc mở ngoặc, nó cứ loạn hết cả lên thì ai mà nhìn được. Nhưng mà Pascal thì begin end cứ loạn lên ai mà hiểu được. Thằng này cũng như vậy đâu, thằng này rất là chặt chẽ luôn. Nó bắt mình chặt chẽ, mình không được viết như kiểu bừa bãi như là Pascal đâu, phải viết thẳng hàng đâu ra đấy nhé. Yeah. Hiểu thế nào nhé, yeah. Thôi cái này là cái các bạn học rồi các bạn sẽ hiểu thôi nhé. Yeah. Thầy kia hỏi chú thầy. Ừ. Thầy ơi, cái
mềm Python này là mình tải về máy được ở trên nguyên máy thầy. Cài đặt hình như là cái hình như ta không biết, hình như là cái Win 7 nó không hỗ trợ được. Dạ. Hình như thế. Thì các bạn không nên dùng Win 7 nữa, các bạn cài Win xong này trở đi, Win 8, Win 10 đi. Tôi nghe có nhiều người kêu là Win 7 không chạy được, bảo tôi không để ý. Máy dạ. Tôi đang cài Win 10 không để ý lắm. Dạ. Tại em đang Win 7 em tải về không được, em hỏi thầy. Nhưng mà cái bản Python lỗi nó bé lắm mà. Nó đâu lớn. Cho nên là em cảm ơn thầy. Phần mềm Win nó cũng rất là nhỏ. Em cảm ơn thầy ạ. Ừ thì thôi nhá, chào nhá. Hẹn thứ mấy nào, thứ sáu nhá. Chào thầy ạ. Ừ chào các bạn. Này học con này buổi đơn có hiểu không? Dễ hiểu lắm thầy ạ. Có thầy ạ. Học con này dễ hiểu mà. Dạ. Tôi đã nói rồi là học con này là bài đảm các bạn dạy học sinh dễ hiểu hơn rất nhiều lần khi các bạn dạy và dạy Pascal nên là C. Em có một sách mà em đọc thấy nó lười quá thôi thầy dạy thế. Hiểu được 1/3 quyển sách rồi thầy. À, thưa chào nhé. À. Một sự vui với dân tích. Đúng.